Trong những năm vừa qua thì đã có những cái nỗ lực nhất định từ Đảng, Chính phủ. Chúng tôi nhìn thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt trong cái công tác trợ giúp và hỗ trợ cho người khuyết tật của Chính phủ Việt Nam cũng như là các cái tổ chức hỗ trợ khác ở trong cộng đồng. Và mục tiêu của chúng ta là không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó chúng ta cảm giác như là nó có một cái sức mạnh tổng hợp. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 11,5 triệu người cao tuổi, 7,6 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 1,6 triệu hộ nghèo, 1,3 triệu hộ cận nghèo, khoảng 2,83 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hơn 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm. Để trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương có hoàn cảnh đặc biệt, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, Đảng và Nhà nước tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách an sinh xã hội cùng nhiều chính sách, chương trình trợ giúp khác. Các chính sách ngày càng toàn diện hơn, bao trùm các nhu cầu cơ bản về nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề. Các đối tượng được hưởng trợ giúp từng bước được mở rộng, đáp ứng với nhu cầu cấp thiết của thực tế. Mức trợ cấp ngày càng cao hơn, cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, các chính sách mới ngày càng mang tính hội nhập hơn, phát huy truyền thống văn hóa, nhân văn của dân tộc để không ai bị bỏ lại phía sau. Để đảm bảo cho toàn dân không ai bị rơi vào phía sau đấy, thì trong cái trụ cột thứ ba của an sinh xã hội người ta gọi là khắc phục rủi ro. Thì nó bao gồm hai cái chế độ gọi là bảo trợ xã hội thường xuyên hay nói cách khác là trợ cấp xã hội thường xuyên. Cho những người già cả cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, người không có nơi, cũng không có ai chăm sóc, nhà nước phải chăm lo hoàn toàn. Nhưng đối tượng này chúng ta phải lo để đảm bảo mức sống tối thiểu. Và cái thứ hai là gì ạ? Trợ cấp đột xuất, thiên tai, dịch bệnh như là Covid-19, như là lũ lụt ở miền Trung, như là xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì người dân khi gặp khó khăn đó, nhà nước phải bỏ tiền ra để hỗ trợ. Mà cái tiền đó từ đâu ạ? Từ phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội chính là quá trình phân phối lại thu nhập để điều tiết cho những người yếu thế và người không có điều kiện để mà tồn tại cái cuộc sống hàng ngày. Dự án giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam là một dự án được Tổ chức Quốc tế CBM và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC phối hợp thực hiện. Kể từ khi triển khai tại Việt Nam năm 2016 tới nay, hơn 2.500 người, bao gồm cả người khuyết tật và người không khuyết tật, đã được nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức. 46 lớp tập huấn tại cộng đồng đã được thực hiện bởi mạng lưới giảng viên nguồn đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. 24 tổ chức của và vì người khuyết tật và mạng lưới của họ đã cùng nhau xây dựng và thực hiện báo cáo độc lập về việc giám sát, đánh giá Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam và dự kiến sẽ nộp lên Ủy ban Quốc tế về người khuyết tật của Liên Hợp Quốc vào đầu năm 2021. Đặc biệt, thông qua dự án, các phong trào hội nhóm của người khuyết tật cũng được thúc đẩy, góp phần tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế. Cái sự thay đổi rất là lớn mà chúng tôi có thể nhìn thấy được là tất cả các cái chính sách hiện nay mà đưa ra thì luôn luôn là có nhắc cái nhóm người yếu thế, trong đó có nhóm người khuyết tật, là đấy là một cái đảm bảo đầu tiên. Cái thứ hai là các cái chương trình dự án triển khai ở Việt Nam, ví dụ như là các cái chương trình liên quan đến giao thông, cơ sở hạ tầng hay là các cái hoạt động về sự phát triển xã hội thì cũng đều có nhắc đến cái nhóm yếu thế, nhóm cộng đồng, trong đó có nhóm người khuyết tật. Tiếng nói của người khuyết tật cũng đã được thể hiện rõ hơn. Ủy ban quốc gia về người khuyết tật cũng đã hình thành và cũng đã có các cái chương trình dự án cụ thể cho người khuyết tật và rất là nhiều các cái hoạt động khác. Thì thông qua những cái đó thì chúng tôi thấy rằng cái công tác trợ giúp cho người khuyết tật của Chính phủ Việt Nam cũng đã có sự thay đổi, đi về chiều sâu hơn và thực tế hơn so với trước đây rất là nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế cần được khắc phục. Khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của người khuyết tật là một ví dụ. Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của người khuyết tật tại Việt Nam được Trung tâm Thúc đẩy và Nâng cao Năng lực Phụ nữ CPIL phối hợp cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố mới đây cho thấy, tại các khu vực hành chính công, có tới 91,5% trụ sở không có bãi đỗ xe dành cho người khuyết tật.
65% bàn tiếp nhận hồ sơ chưa thân thiện với người ngồi xe lăn do không có học bàn để cho xe lăn vào được. 58% các trụ sở chưa có bàn ghế phù hợp với chiều cao của người khuyết tật và người sử dụng xe lăn. 97,6% các trụ sở hành chính công tại Hà Nội và 100% trụ sở tại Hà Giang được khảo sát trong khuôn khổ nghiên cứu không có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Đâu đó vẫn tồn tại sự kỳ thị, định kiến với người khuyết tật. Dịch vụ hành chính công được xác định là một cái dịch vụ công cơ bản cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì hiện nay cái dịch vụ này đối với người khuyết tật lại không được quan tâm đúng mức về mặt xã hội và về mặt chính sách. Nếu mà cái dịch vụ này được đáp ứng thì người khuyết tật sẽ có những cái điều kiện cơ bản để hòa nhập cộng đồng, để tham gia vào đời sống chính trị, văn hóa và xã hội nói chung. Nhằm thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã xác định xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân, gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, quan tâm lĩnh vực công tác xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là minh chứng cho thấy Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Coi đây là yếu tố cơ bản để bảo đảm phát triển bền vững. Văn kiện Trung ương 13 lần này, chúng ta tiếp tục định hướng phát triển của Đảng. Và chúng ta làm thay đổi cái nhận thức và cái tính chất cũng như là mức độ của an sinh xã hội. Trên tinh thần là phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội và phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Tôi rất là vui bởi vì đấy cũng là một sự quan tâm rất là lớn của Đảng và Chính phủ. Nhưng mà để mà thực hiện được những cái trong văn kiện đề ra ấy, thì tôi nghĩ phải hành động. Hành động và phải thật sự là hành động và đưa nó trở thành hiện thực. Tôi rất là vui mừng vì cái điều đấy rất là tốt, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật trong thời gian tới. Có thể khẳng định với hệ thống chính sách tương đối toàn diện trong những năm qua, các đối tượng là người yếu thế trong xã hội đã được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của những người yếu thế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn 5 năm tới, để thực hiện hiệu quả chủ trương, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, đặc biệt là bảo đảm trợ giúp cho nhóm đối tượng yếu thế, rất cần cụ thể hóa những nội dung đã được đề ra trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Nội dung văn kiện có quan tâm tới cái lĩnh vực này và chúng tôi hy vọng rằng sau Đại hội 13 sắp tới đó, thì những cái chủ trương thiết thực nó sẽ được ra đời, sẽ được cụ thể hóa những cái nội dung trong văn kiện đại hội. Đây là một nội dung mà vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là cho những nhóm có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhóm người khuyết tật. Bởi vì chỉ khi mà các cái văn kiện đó được đi vào thực tế trong cuộc sống, cũng như là chỉ nhắc rõ đến những cái vấn đề đó, thì đến khi mà vào triển khai thực tế mới có thể đưa ra được những cái sự phát triển rõ ràng. Vì khi mà chúng ta xóa được những cái vòng đói nghèo, khi mà chúng ta bỏ qua được những cái rào cản khó khăn cho những nhóm yếu thế đó để họ có thể cùng đi với những người khác ở trong cộng đồng, thì chỉ lúc đó thì chúng ta mới có nhìn thấy một xã hội phát triển. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, ngoài các chương trình hỗ trợ theo các chủ trương, chính sách, đề án lớn của Trung ương, thì các địa phương cần chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và trao nguồn sinh kế để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Đối với các hộ thiếu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ được tăng cường vay vốn ưu đãi, hộ thiếu sinh kế thì được hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, phương tiện sản xuất để những người yếu thế có thể tự mình vươn lên, bình đẳng với các giai tầng khác trong xã hội.